Đồ nghề Nhật Bãi Vĩnh Phước xin kính chào anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên người thân. Hôm nay 30 tháng 5 mình lên clip 3. Tiếp clip 2 hồi nãy nha anh em. Anh em thấy phù hợp món nào thì chốt theo mã số và liên hệ qua tin nhắn hoặc điện thoại 0918 249 643. Hình thức bên mình á, mua bán là hóa đơn trên 400k chuyển khoản mình bao ship. Dưới 400k ship code là mấy bạn chịu phí vận chuyển là 25k. Còn như mình phụ. Rồi. Mình vô ngay cái clip, ngay cái mã số tiếp tục nha, là mã số 25. Là một cái máy phay gỗ. Clip trước mình hai máy mình bán được máy, còn máy mình muốn bán được luôn mình giảm giá 100.000. Còn 700k. Máy này hoạt động hoàn hảo, không có lửa. Bao anh em xài luôn. Mình chỉ cho máy chạy là sơn cái thôi. Máy này là chất lượng là ok luôn. Mấy anh xài là yên tâm xài nè. Nếu mà ngay công việc của mình mua về xài là tôi bao anh em xài luôn. Kèm thêm một cái lưỡi. Lưỡi tháo từ máy luôn nha. Cốt 15. Lưỡi trong máy cũng bén. Không mẻ luôn. Lưỡi này cũng vậy luôn nha. Bén luôn không mẻ. Cái lưỡi này không mình bán 100k luôn à. Clip trước mình test kỹ rồi, clip này mình test sơ cho máy chạy vậy thôi nha. Mã 25 700k. Nó có cái cử chỉnh ăn được một tấc là sâu nhất nha. Mình muốn ăn như mình chỉnh nha. Máy cắt góc được 45 độ, Hitachi, lưỡi là 105, lưỡi đẹp không mẻ mà một cái gì hết, cặp te còn đẹp luôn, hoàn hảo. Máy này không bị lỗi làm gì hết, chạy ok, đánh lửa ít, lửa là bao luôn, không có lửa luôn. Mình mở cái tay này qua mình chỉnh qua 45 độ, bên đó là 45 độ đó, bên đây là tối đa là 50 độ, tối đa là 50 độ, 45 độ thì mình chỉnh ngay số 45. Có một vạch màu đỏ đây nè, ở đây nó có bi chạy ngay số nào, nó có viên bi rớt vô cái lỗ là chặn đứng lại, và mình siết cái này cứng lại nha, khi xay thì mở lỏng, muốn nhận cứng thì siết cứng lại. Đây là 0 độ. Tem còn đẹp lắm, mờ quá.
100V 50W 14A 3800 vòng trên phút, lưỡi 305. Màu đen của nó là C12FA nha. 1,7 triệu. Mình cắt thử khúc gỗ thôi nha. Mình chưa cắt thử mà lưỡi này là đẹp lắm, bảo đảm là bán rồi, lưỡi đẹp lắm, không mẻ luôn. Lưỡi hộp kia còn quá đẹp luôn á. Máy chạy không có lửa nha. Một triệu bảy mã 26. Chuyển khoản bao ship nha. Mấy máy lớn này mấy anh chuyển khoản mình bảo ship. Để mình lấy vô to cho anh em coi. Cái này đá 305 nha. Đá 305 mã 27 là mình bán 1,450 triệu. Đá 355 là mình bán 1,5 triệu nha. Mình lựa máy là tay liền đút nè, rất là chắc chắn. Cái mâm bạn cắt này là sắt dày luôn nha. Một trăm gon 50W 3900 vòng trên phút, đá 305. Mấy máy này mấy anh em mà bên cơ khí cắt sắt yên tâm mua máy này về xài rất là bền. Mình cố gắng mình lựa là cổ góp còn đẹp như vậy nè, mòn ít không à. Đó, cổ góp mòn rất ít. Xài chưa bao nhiêu hết trơn á. Nhông nhiếc gì là còn đẹp hết. Đây là bộ cổ góp của nó nè. Nhông luôn. Đó. Thành ra anh em cứ yên tâm mà mua về xài bền lắm. Mới mòn chút đỉnh nè.
Giờ mình test máy thử nha. Con khúc sắt này chơi nữa.